Nước Mỹ đã vừa chào đón em bé đầu tiên ra đời từ người mẹ được cấy ghép tử cung. Theo đó, các bác sĩ ở Mỹ tràn đầy hy vọng, bước đột phá trong nghiên cứu y học này sẽ mở ra cánh cửa cho hàng trăm phụ nữ làm tròn thiên chức của mình. Trong cuộc họp báo được tổ chức vào ngày hôm qua mùng 4 tháng 12, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor ở thành phố Dallas bang Texas cho biết, hiện tại cả hai mẹ con đều rất khỏe mạnh. Em bé vừa chào đời là một bé trai rất kháu khỉnh, tuy nhiên, danh tính của hai mẹ con đã được gia đình yêu cầu giữ kín. Được biết, người hiến tặng tử cung là nữ y tá Taylor Celler, 36 tuổi, một bà mẹ đã có hai con ở Đà Lạt. Các bác sĩ đã mất khoảng 5 giờ để lấy tử cung ra khỏi người hiến, sau đó lại thêm 5 tiếng nữa để cấy ghép nó vào người nhận. Theo các bác sĩ, nhờ có thành công này, hàng trăm phụ nữ được trần đoán không có tử cung ở Mỹ sẽ có cơ hội được làm mẹ. Có rất nhiều phụ nữ trẻ đã được thông báo rằng họ không có cơ hội mang thai và có con, thế nhưng bây giờ thành công y học này sẽ mang tới cho họ rất nhiều hy vọng. Trước đó, ca sinh nở bằng phương pháp cấy ghép tử cung đầu tiên được ghi nhận tại Thụy Điển vào tháng 9 năm 2014.